Hi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Thoại ngày xưa. Bây giờ là Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Sài Gòn. Hoàng hôn ngày 19 tháng 9 2017. Bên phải là xe buýt đi từ bến xe quận 8 qua lăng Cha Cả qua ngã Tư Ga ở Gò Vấp, quận 12 đó chị.
trái là vô chợ Giải Tân Bình, như là khách sạn PTC đó. Bây giờ khoảng 31 độ C. Đây ngã tư Bãi Hiền, không phải là đi Lê Văn Việt vô quận 1. Nhìn thấy hoàng hôn buông xuống Sài Gòn chiều ngày thứ ba. Bây giờ là khoảng 17:30, 5:30 chiều ấy.
xe thông báo. Ok, thank you, xin chú ý nha.